đại ngàn đầy tươi đẹp. Và một trải nghiệm không thể thiếu khi mà đến Kon Tum đó chính là khám phá rừng nguyên sinh Chư Mon Rey. Là khu rừng nguyên sinh nổi tiếng với tính đa dạng sinh học rất cao. Đến thăm khu rừng, du khách không chỉ tìm hiểu nhiều thảm thực vật phong phú mà còn được ghé thăm khu bảo tồn động vật hoang dã nằm bên ngoài khu vực lõi rừng. Một trong những công việc rất thú vị tại đây đó chính là cho những chú khỉ tinh nghịch này ăn. Đó. Nào, khỉ ơi, khỉ ơi. Nào, lại đây nào, nào nào. Khu bảo tồn có nhiệm vụ chăm sóc, giải cứu các sinh vật hoang dã đã bị đánh bắt trái phép hoặc các sinh vật gặp nạn. Hầu hết các cá thể được chăm sóc ở đây thuộc loài khỉ. Em mới nhận ra nhá, là những chú khỉ của mình thực sự rất là bạo. Vậy thì không biết rằng là những chú khỉ này đã ở đây bao lâu rồi ạ? Những chú khỉ này thì bên mình đã tiếp nhận từ năm 2017 và đã tái thả nhiều lần, nhưng mà chúng lại quay lại và bên mình vẫn đang tiếp tục chăm sóc, và đợt này là sẽ có đợt tái thả lần nữa. Tái thả lần nữa? Ồ. Á chà chà, không chịu được khổ ngoài thiên nhiên đúng không? Nên mới quay lại. Thông minh. Thế chứ vậy. Vân Lan cũng là một điểm được nhiều du khách ghé thăm khi tới rừng quốc gia Chư Mon Rey. Tại đây, Lan được chăm sóc trong nhà lưới với nhiều loại khác nhau như là phi điệp, xà hạc. Một trong những công việc quan trọng nhất tại vườn hoa lan Chư Mon Rey đó chính là nhân giống những loài hoa lan này. Nhưng mình anh phải lưu ý là phải hết sức nhẹ tay thôi, bởi vì những chậu rã ở Chư Mon Rey này mỏng manh lắm. Lan, nhân viên của rừng quốc gia thử nghiệm nhiều phương pháp trồng và nhân giống lan để tìm ra cách chăm sóc tối ưu nhất cho loài hoa khó tính này. Em lại đang thắc mắc, chúng ta đợi bao lâu thì những cái chùi mầm này nó mới có thể mọc lên được ạ? Khoảng 2 đến 3 tuần thì nó sẽ bắt đầu nở cái mắt ngủ, và để được một mầm như thế này thì mất khoảng thời gian là hơn 2 tháng. Chị ơi, sau khi mà chúng ta đã cấy ghép, đã nhân giống thành công rồi thì những cái cây hoa lan này sẽ được để ở đâu và sẽ được ứng dụng như thế nào ạ? Thì chúng tôi sẽ đưa ra ngoài tự nhiên, cấy ghép lên những cái thân cây trong rừng, và với cái mục đích là bảo tồn những cái loài lan quý hiếm như là dã hạc đây ạ. À, trong thời gian tới nếu như mà quay lại Chư Mon Rey thì chúng ta sẽ thấy một vườn hoa lan ở ngoài tự nhiên, chứ không còn là vườn hoa lan ở trong nhà lưới này nữa. Điểm cuối cùng trong hành trình hôm nay của chúng tôi là đi sâu hơn vào vùng lõi của rừng nguyên sinh để đến với thác khỉ, một trong ba con thác đẹp nhất của Chư Mon Rey. Chỉ có 100 mét nữa thôi là chúng tôi đã đến với chân thác khỉ. Tuy là chịu nhiều vất vả gian nan, nhưng tin rằng những gì đang chờ đón chúng tôi thật sự vô cùng xứng đáng. Cố lên minh anh. Chảy từ trong rừng mới sinh ra, rất trong và sạch, nên là chúng tôi ở đây lấy nước này để nấu một thứ rất là đặc biệt. Và dĩ nhiên là chúng tôi cũng không bỏ qua cơ hội thử dòng nước mát lành hiếm có này. Rừng sâu sẽ được nhân viên của khu bảo tồn dùng để pha cùng cà phê của Kon Tum. Em mời anh, mời anh nhá. Thưởng thức cà phê Kon Tum được pha từ nước của thác khỉ, lại còn được đựng trong ống tre, Thành Phong thấy rằng mình đã thực sự được hòa vào thiên nhiên ở nơi đây rồi. Hương vị cà phê thơm phức từ dòng nước ngọt lành khiến cho hành trình khám phá Chư Mon Rey của chúng tôi trở nên trọn vẹn. Con cũng không phải là người